Bạn Thủy có hỏi mẹ mình bị viêm đại tràng hay đi ngoài có dùng được cây dây thì canh điều trị tiểu đường hay không? Do mình thấy ghi là không nên dùng cho người hay bị đi ngoài. Chào bạn, theo kinh nghiệm dân gian cho rằng cây dây thì canh là một vị thuốc nam có rất là nhiều công dụng, trong đó có công dụng điều trị bệnh nước tiểu ngọt như mật, ngày nay người ta gọi đó là bệnh tiểu đường. Ngoài công dụng này thì cũng theo kinh nghiệm dân gian, cây dây thìa canh có tác dụng nhuận tràng. Vị thuốc này không tốt cho những bệnh nhân đang mắc bệnh về đường ruột. Vì vậy, nếu đang bị viêm đại tràng thì cần thận trọng khi sử dụng cây dây thìa canh. Mẹ bạn mắc bệnh tiểu đường và bệnh đại tràng, nếu muốn sử dụng cây dây thìa canh thì nên dùng với liều lượng thấp bằng 1/2 so với liều lượng của người bình thường, tức là khoảng 15g cây khô trong một ngày. Bạn có thể dùng cây dây thìa canh tươi hoặc khô thì đều có tác dụng như nhau. Do mẹ bạn bị cả bệnh viêm đại tràng thì nhà thuốc cũng khuyên bạn là ngoài việc điều trị bệnh tiểu đường thì bạn cũng nên ưu tiên điều trị cả bệnh viêm đại tràng cho mẹ bạn. Đối với bệnh viêm đại tràng thì hiện nay nhà thuốc có cây thuốc nam từ cây khổ sâm để điều trị bệnh viêm đại tràng. Đây là một cây thuốc nam rất là tốt cho bệnh của mẹ bạn. Để biết thêm thông tin chi tiết về vị thuốc dây thìa canh và cây khổ sâm thì bạn có thể gọi đến số hotline của Thảo Dược Đức Thịnh hoặc đến các chi nhánh của Thảo Dược Đức Thịnh trên toàn quốc để được nhân viên tư vấn và giao hàng tận nơi ạ.